Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Ở thưa các bạn, tinh dầu thông đỏ thì đã trở nên quen thuộc đối với chúng ta bởi những công dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Ở thế nhưng thì vẫn có khá nhiều khách hàng băn khoăn không biết rằng ở tinh dầu thông đỏ thì có thực sự tốt hay không. Và trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giải thích tới các bạn vì sao tinh dầu thông đỏ tốt cũng như là những lý do chúng ta nên sử dụng sản phẩm này Ừ, như các video trước thì Kiều Anh đã chia sẻ với các bạn, tinh dầu thông đỏ thì được chiết xuất từ cây thông đỏ Hàn Quốc. Ừ, trong mỗi viên tinh dầu thông đỏ thì có chứa tới 5.000 hợp chất hữu cơ tự nhiên có lợi cho sức khỏe. Ừ, đặc biệt là sản phẩm tinh dầu thông đỏ này thì chiết xuất hoàn toàn 100% từ thiên nhiên. Ừ, thế nên là trong quá trình dùng thì chúng ta sẽ không gặp phải bất cứ tác dụng phụ hay là những phản ứng phụ không đáng có nào với cơ thể. Ừ, vậy tại sao Kiều Anh lại nói sản phẩm tinh dầu thông đỏ này tốt? Ừ, là bởi như Kiều Anh vừa chia sẻ bên trên thì trong tinh dầu thông đỏ chứa hơn 5.000 hợp chất hữu cơ. Ở ngoài ra thì đối với một số trường hợp những khách hàng mắc bệnh, chẳng hạn như là ung thư, tim mạch hay là huyết áp, thì sản phẩm tinh dầu thông đỏ này cũng hỗ trợ điều trị vô cùng tốt. Ở rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng ở những bệnh nhân trong quá trình điều trị ung thư khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì quá trình điều trị sẽ hiệu quả hơn cũng như là hồi phục nhanh hơn đối với những bệnh nhân không dùng. Ờ, quan trọng hơn là khi sử dụng sản phẩm viên tinh dầu thông đỏ ở, trong quá trình mà chúng ta sử dụng thuốc tân dược thì tinh dầu thông đỏ sẽ hỗ trợ làm giảm bớt tác dụng phụ của thuốc tân dược lên cơ thể bạn cũng như là hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của chúng ta ở, làm cho chúng ta khỏe khoắn hơn cũng như là cải thiện các vấn đề về sức khỏe ở ờ, đặc biệt với sản phẩm tinh dầu thông đỏ này ở, thì trong quá trình sử dụng thì chỉ sau từ 2 tuần cho đến là một tháng thì các bạn sẽ cảm thấy là sự khác biệt trong cơ thể của mình. Uh, có nhiều bệnh nhân cũng như là có nhiều khách hàng khi đến với Korea Shop 24 giờ uh, đều chia sẻ rằng trước đấy sức khỏe của họ vô cùng tệ, cũng như là việc cơ thể của họ thì xuất hiện nhiều căn bệnh. Tuy nhiên thì khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ, ở uh, chỉ sau 2 tuần cho đến một tháng thôi, sức khỏe của họ đã có sự khác biệt rõ rệt, cũng như là việc là các căn bệnh trong cơ thể của họ thì khi chữa trị uh, có dấu hiệu tiến triển hiệu quả hơn, cũng như là quá trình điều trị hiệu quả hơn. À, đặc biệt sản phẩm tinh dầu thông đỏ này còn hỗ trợ là ngăn ngừa việc lão hóa sớm cũng như là rất tốt trong quá trình làm đẹp cho chị em phụ nữ ở à, tinh dầu thông đỏ thì được coi như là một loại thần dược đối với người dân tại Hàn Quốc ở à, chúng ta thì thường thắc mắc rằng không biết tại sao người dân Hàn Quốc người ta lại có một làn da đẹp như vậy cũng như là việc sức khỏe của họ vô cùng tốt thì kiểu anh xin chắc chắn rằng à, bí quyết của họ chính là nằm ở sản phẩm tinh dầu thông đỏ với sản phẩm tinh dầu thông đỏ như này thì các bạn không cần tốn quá nhiều tiền cho các loại thực phẩm chức năng đắt tiền hay là những loại thực phẩm đắt đỏ chỉ với sản phẩm tinh dầu thông đỏ này thôi ở chúng ta đã có thể là cải thiện được sức khỏe của mình rồi điều đặc biệt hơn nữa là với sản phẩm này thì các bạn có thể sử dụng hàng ngày mà không lo nó ảnh hưởng xấu gì đến sức khỏe bởi mỗi ngày chúng ta sử dụng đều đặn sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì sẽ có tác dụng là bồi bổ sức khỏe tăng cường hệ miễn dịch cũng như là ngăn ngừa một số căn bệnh nhất định. Còn đối với chị em phụ nữ, ở khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì sẽ có hiệu quả vô cùng tốt trong việc là hỗ trợ làm đẹp, ngăn ngừa lão hóa sớm cũng như là ngăn ngừa các khuyết điểm xuất hiện trên làn da. Với công dụng hỗ trợ điều trị lên đến 170 vấn đề về sức khỏe, thế nên là không có gì quá lạ khi sản phẩm tinh dầu thông đỏ trở thành một trong những sản phẩm được ưa chuộng hàng đầu. Ở ngoài ra thì khi sử dụng như Kiều Anh vừa chia sẻ cũng không gặp bất cứ tác dụng phụ gì. Ở thậm chí là sản phẩm này còn cho thấy là kết quả nhanh chóng tùy vào sức khỏe của mỗi người. Ở như vậy thì có thể thấy là công dụng tuyệt vời của sản phẩm này đối với sức khỏe đúng không ạ? Chắc hẳn rằng với những công dụng như vậy thì các bạn sẽ ngay lập tức muốn sử dụng để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như là cho người thân trong gia đình. Tuy nhiên thì nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ ở đâu để có thể là an tâm trong quá trình dùng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình sử dụng thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904363985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm tinh dầu thông đỏ đến từ Hàn Quốc. Ở Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội. Korea shop 24 giờ với phương châm, chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu Anh xin chào và hẹn gặp lại!